Như vậy cái đề đó này nó nằm trong hệ thống các đề mà chúng ta sẽ tổng hợp đưa lên cho các bạn. Và các bạn vui lòng là nhớ thầy nhắc đi nhắc lại là cái việc học là cái việc mà bạn phải có sự trọng tâm, cố gắng và thực hành nhiều nhất. Bạn không thể nào học để đối phó được. Đây là một bài thi nghiêm túc, không có thằng nào mua bán đề được đâu. Bạn chỉ đi thằng nào mua bán đề được, thầy cho các bạn 10 triệu, thầy nói thiệt, thầy có tiền nhiều lắm. Rồi. Như vậy phần 2 này mình có hình một người đàn ông đang nhảy. Ông ấy mặc áo màu vàng, cái quần màu cam, đôi giày màu nâu. Ông ấy đội cái nón, đúng không? Ông ấy có cái nón, mình dùng chữ đội đi ha. Ông ấy đội đội cái nón và có râu qua nón, và ông ấy nhảy rất là đẹp. Nhìn nhìn ông ấy nhảy rất là đẹp. Như vậy để mô tả hình ảnh, để mô tả hình ảnh, cái câu cửa miệng đầu tiên vẫn là câu gì? Look at the background, đúng không? Look at the background. I see there is a cái gì? Các bạn phải kể ra được, đúng không mọi người ạ? Nhiều bạn nói thầy ơi, nhưng em không biết râu quai nón là gì. Em chẳng biết râu quai nón, râu mép là gì. Ủa em không biết thì em khỏi nói. Thầy cũng chẳng biết, thầy cũng sẽ chẳng nói. Đúng không? Mình đừng đưa mình vào cái thế bí. Mình đang nói cái bí cái từ đó, mình đứng im lặng là không được. Mọi người hiểu không? Chúng ta học cách xử lý bài thi, chứ chúng ta không học theo kiểu học vẹt. Các bạn đến đây là đến với thầy cái phương pháp. Bạn học với thầy, bạn chọn cái lớp học này là bạn chọn cái phương pháp, bởi vì trình độ của mọi người có hết rồi và các bạn đang học cái phương pháp làm bài. Chúng ta đang học phương pháp làm bài. Như vậy chúng ta sẽ mô tả cái hình này cho mọi người xem. Thầy nói rất là sinh viên, rất là dở, cho mọi người nghe thử xem. Look at the background. I see there is a man, a very handsome man. The man has a yellow t-shirt and orange jeans. And the man has a very beautiful pair of shoes, brown shoes. And the man has the hat, right? And he is dancing. And look at his dancing. I think it's very, very excellent. Thầy nói rất là bình thường, thầy có sự nhanh nhai trong đó. Vậy đi thi mình không thể nào học thuộc được. Đáp án ở đâu sao mà thuộc? Chẳng lẽ mình nói là look at the background, I see there a man, the man has a yellow t-shirt orange jean, the hat and the man dancing very beautifully. No, mình không nói như thế. Đó là giọng đọc. Đó là giọng đọc. Mọi người hiểu không? Đó là giọng đọc các bạn, chứ không phải là giọng nói, chứ không phải là giọng nói. Rồi. Vì sao thầy dạy cái đề này các bạn lớp mới ạ? Lớp cũ thì các bạn đã được học rồi, bạn nghe là thôi. Vì sao tôi dạy cái đề này? Bởi vì câu hỏi đầu tiên của cái đề này không phải là thời gian, mà nó là một câu random ngẫu nhiên, mọi người thấy không? Nếu so với các đề kia thì câu đầu tiên nó là câu hỏi về thời gian, đúng không? Mọi người có một sự tổ hợp đề, mọi người sẽ biết cái câu hỏi đầu tiên của phần hai luôn là câu thời gian, nhưng câu này nó không phải là thời gian, mà câu này hỏi là ê mày thích khiêu vũ không và tại sao? Như vậy thầy, nếu thầy là một người thích khiêu vũ, thầy sẽ trả lời. Nếu thầy là người không thích khiêu vũ thì thầy sẽ rồi học kiểu các bạn sinh viên này chán lắm luôn. Là việc với thầy cái thời gian nó quan trọng lắm. Mình đã nói sớm là sớm, đúng không? Mình đã nói 19:20 là 19:20, chứ thầy đã nói tầm 7 đấu, đúng, thầy đưa lên kế hoạch nó rõ ràng rồi. Như vậy nếu so với các đề trước thì câu hỏi đầu tiên nó là thời gian, câu hỏi đầu tiên nó là thời gian, đúng không? Nhưng cái đề này khác, đề này hỏi ai, nó hỏi random mày có thích khiêu vũ không và tại sao. Do you like dancing and why? Mày có thích khiêu vũ không và tại sao? Như vậy chúng ta sẽ trả lời thôi. Câu đầu tiên là mình trả lời yes and no cái đã, và sau đó mình đưa ra cái quan điểm của mình, đúng không? Như vậy nói sao? I don't like dancing. And why? Because I cannot dance well. I don't know how to dance.
And beside that, I don't like the crowd. I don't like the crowd. I don't like to dance with other people. Ê, thầy đưa ra hai quan điểm, thầy lập luận như thế, đúng không? Thầy đưa ra hai quan điểm, thầy lập luận như thế. Như vậy, tôi không thích đi khiêu vũ tại vì lý do đó, tại vì lý do đó. Okay, thế đó. Như vậy, mọi người phải có một sự lập luận. Tại sao, tại sao? Còn mình trả lời, yes, I don't like dancing. But because I don't like, thì ai cũng nói được cái này cả. Ai cũng nói được cái này cả. Mọi người lưu ý. Rồi, hỏi tiếp theo là gì ạ? Câu hỏi theo đó là when people dance in your country. Được vừa rồi, có một bạn đi thi về, bạn ấy hỏi thầy ơi, câu hỏi này không phải là when, mà câu hỏi này người ta dùng là on what occasion. On what occasion? Okay, on what occasion là when á, là cái dịp nào, là cái khi nào đó mọi người ạ. On what occasion là khi nào đấy? Có người ta thường nhảy vào những cái dịp nào? Có người ta thường khiêu vũ vào khi nào? Như vậy, thầy cho chúng ta có cái nhiều, có rất là khá là nhiều ý tưởng để chúng ta nói. Như vậy mình nói là sao? Yes, in my country, I mean in Vietnam. In Vietnam, the people dance dance on the wedding day, or the birthday party, or the New Year's Day, or when the people drink beer, after that they go to the karaoke room, they sing and they dance with their friends, then they feel happy and they dance a lot. Đấy, thầy nói nó không theo một cái khuôn khổ, nhưng ít nhất là ý trước và ý sau nó có sự liên kết cái đã. Đúng rồi, vậy các bạn cố gắng, mình cố gắng một câu 45 giây. Đúng rồi, thầy luôn luôn nói, hôm trước thầy cũng nói một câu 45 giây thì các bạn phải cố gắng nói cho được ít nhất một nửa thời gian của 45 giây đó. Đó có nghĩa là 20 hai mấy giây trở lên. Chứ có mọi người trả lời 1, 2 giây, 5, 6 giây thì tụi thầy không thể chấm được. Đúng không? Như bạn vừa rồi có một bạn đi thi về nói không điểm, mọi người tin không? Nói không điểm. Nó quả quyết là nó có nói rồi. Và kiểm tra lại thì sao mọi người ạ? Nó trả lời không đúng câu hỏi, nó trả lời tầm 7. Đúng không? Thì nó không có điểm là cái chuyện rất là bình thường rồi. Em, cái câu chuyện là mình phải trả lời nó liên quan cái đã. Ý của mọi người có dở, ngữ pháp mọi người có dở, và mọi cái nó có dở, nhưng phải trả lời cái đã. Được chưa? Rồi. Rồi bây giờ phần 3. Phần 3 này cũng dễ, nhưng mình xin nhắc lại. Mình xin nhắc lại rõ ràng ràng, ràng ràng rõ rõ. Mình nhắc cái chuyện gì vậy? Mình nhắc cái chuyện gì vậy? Trước khi mọi người nói cái điểm riêng là bức hình bên trái, thì mọi người bức hình trái và phải, thì mọi người phải nói điểm chung cái đã. Nhìn vào hai bức hình, mình phải tìm ra cái điểm chung. Hai bức hình này điểm chung là gì? Đó là cái nơi mà con người ta có thể xem phim, đúng không? Một cái là gì? Một cái là xem phim ở rạp, một cái là xem phim ở nhà. Đó, như vậy, đó là cái cách thức, đó là cái nơi mà con người ta có thể xem được các bộ phim. Đó là điểm chung. Và điểm riêng là gì? Là bên trái là một rạp chiếu phim. Có người ta đeo kính 3D, có người ta có những tô bắp nổ, có người ta cười nói vui vẻ. Và bên phải là gì? Hai vợ chồng trên ghế sofa, tay cầm cái remote và xem phim tại nhà và cũng cười nói vui vẻ. Đúng rồi, như vậy chúng ta phải hiểu cái vấn đề. Rồi, như vậy mình nói Yes, in my Sorry, look at the background. I see there are two pictures. The picture on the left and on the right, they are about the places where people can watch films. Nói gì? They are about places. Chúng là nói về, như hai bức hình này là nói về cái nơi where people can watch film. Nơi mà con người ta có thể xem phim. Đúng rồi. And the last picture, I see many people. And I think they are in the cinema. They are having the 3D glasses, right? And they have the popcorn and they smile happily. And the picture on the right, I see two people, husband and wife. They are sitting on the sofa and they are having the remote control. They watch film at home. They look so happy. Mình cứ thế đó.
cứ thế mà làm tới, cứ thế mà nói, chẳng có gì phải ngán ở đây cả, không có gì mà phải lăng tăng ở đây cả, được chưa? Nhớ, nhớ như thế này, nhớ này các bạn, những đề kia, cái từ, cái cách mà giải quyết những đề kia nó khác với câu đề này, này. Nếu những đề nào mà có câu hỏi what is it like hoặc hoặc là what would it be like, đúng không, hoặc là what are the attractions, những câu này đều muốn hỏi là như thế nào, đều muốn hỏi là như thế nào, như thế nào. Như vậy xem phim ở nhà thì như thế nào, xem phim ở rạp chiếu phim thì như thế nào. Vậy tất cả những cái đề mà bị dính dạng câu hỏi này đều có nghĩa hỏi là như thế nào, như thế nào. So với những đề hôm trước là có chữ gì các bạn? Có chữ which one, which place, which places, đúng không? Và chữ prefer. Thì hôm nay mình bị gặp cụm từ what is it like to, what would it be like, đúng không? Và what are the attractions, những câu này là những câu hỏi how, và cách nói là cái cách nói như thế này. Rồi, đây là cách mọi người sẽ nói, đây là cách mọi người sẽ nói. Yeah, như vậy mình sẽ nói, ha. Yes, I think when we watch film at the cinema, I mean the picture on the left. Lặp lại, I mean the picture on the left. Is it very exciting? Because we see the film on the big screen, the sound very good, right? And the picture on the right, when we watch him at home, is it exciting? Because we can watch with other people, we can watch with our family. Nó nói như thế. Tôi nghĩ rằng là xem phim ở rạp chiếu phim nó vui, nó thú vị, bởi vì xem những bộ phim mới, đúng không? Rồi xem phim ở cái nhà cũng vui và thú vị, bởi vì sao nữa? Bởi vì xem được với gia đình và bố mẹ, anh chị em của mình. Đâu cần phải xách người yêu ra rạp chiếu phim chi cho tốn đi. Thế thể hiện tình yêu, hai đứa ở nhà mở phim hai người coi, đúng không? Đấy. Rồi, như vậy đó là cách mình trả lời cho những dạng câu hỏi này, đúng không? Câu tiếp theo là gì? Câu hỏi này thì quá dễ rồi. Hôm bữa mình nói gì? Nói chữ gì? Mình nói chữ which nè, đúng không? Which place, hoặc là gì? Rồi sao nữa? Which one, đúng không? Hoặc là which of these, đúng không? Đúng mọi người ạ? Hoặc là chữ gì? Hoặc là chữ refer, đúng không? Vậy mình chọn cả bên trái hoặc cả bên phải để mình nói. Mình chọn cả bên trái hay cả bên phải để mình nói. Nhưng trong câu nói của mọi người phải có cái bên trái hoặc cái bên phải. Trong câu nói của mọi người phải có cái bên trái hoặc là cái bên phải. Ok, như vậy ví dụ thầy nói câu này. Yes, I think watching film at the cinema is better. And why say so? I mean the picture on the left. We go there. We see many new films. And beside that, the sound system, I mean the speakers are very good and are very good for us to enjoy the movie, and we can have a girlfriend and boyfriend to the cinema with us. Ta có thể dẫn gái dẫn trai đi rạp chiếu phim với nhau đấy. Đó là cái sự thú vị xem phim rạp chiếu phim, nó sẽ tốt như thế, đúng không? Ta sẽ, các bạn sẽ phải nói như thế. Mình phải có cái I mean the picture on the left, hoặc là I mean the picture on the right. Các bạn phải có sự lập luận nha. Rồi, như vậy đó là phần 3, thấy chưa? Đó là phần 3. Hãy nhớ như thế này, nhiều bạn đi thi về đợt vừa rồi mặc dù điểm cao nhưng các bạn vẫn không nhớ cái gì. Phần 4 luôn có một bức hình. Mọi người ha. Luôn có một bức hình. Nhưng bức hình phần 4 không mô tả. Phần 4 luôn có một bức hình, nhưng bức hình của phần 4 không mô tả. Nghe thầy nói này, luôn có một hình nhưng bức hình của phần 4 không mô tả, mà bức hình đó là minh họa. Vậy đó mà đi thi về chữ thầy om sòm. Để thầy uống miếng nước, thầy nói.
Đó là thầy ơi, tại sao thầy không dặn em là mô tả hình của phần 4? Ủa, ai kêu mô tả hình của phần 4? Thằng bệnh, đã không học nghiêm túc rồi mà cứ vơ vẩn, thế là không ổn. Dạ, rồi, như vậy mình sẽ nói câu này như thế nào các bạn ha? Mình nói câu này như thế nào ạ? Mọi người xem ba câu ha, các bạn xem ba câu giùm thầy. Rồi, ba câu này, đó, mọi người xem. Câu đầu tiên của nó không phải là câu thời gian nữa. Câu đầu tiên của nó không phải là câu thời gian nữa. Mà thầy mắc cười cái thằng học trò của thầy, cái thằng mà có tạo trang Facebook mà lôi cuốn các bạn vô đấy. Nó nói chữ login này, lúc nó làm việc chung với thầy nói chữ em nói với thầy là chữ login này nó là cái vải đó thầy ạ. À. Em thích cái vải gì? No. Cái clothing ở đây là cái quần áo, em yêu thích là quần áo gì? Là em thích mặc đồng phục, em thích mặc quần áo gì? Đúng rồi. Vậy các bạn phải nhớ cái này, đúng không? Rồi, câu hỏi số 2 vẫn là câu hỏi hả? Rồi. Câu hỏi số 2 là how you feel when you wear? Và bạn cảm thấy thế nào khi bạn ăn mặc những cái đồng phục như thế này? Bạn cảm thấy thế nào khi bạn ăn mặc những cái đồng phục như thế này? Câu hỏi số 3 là gì ạ? Rồi, câu hỏi số 3 là tại sao con người ta lại ăn mặc khác nhau? Nhưng không phải khó, dễ cũng không phải dễ. Đúng rồi. Như vậy bên trái của nó là gì đã? Bên trái là một lớp học này. Có các sinh viên đang ngồi chép bài, có giáo viên đang đứng giảng bài. Bên phải là một lớp học online. Có một học sinh đang ngồi trước laptop và tay cầm ly cà phê và nhìn cái laptop để học. Như vậy mọi người chốt ngay vấn đề là gì? Cái bức hình này là học qua sách vở. Học tại lớp học. Nó giống đều bữa. Học tại lớp học, đúng rồi. Học tại lớp học. Đề này là gì? Cái này là gì? Là học trực tuyến. Đấy, giống các bạn đấy, học trực tuyến. Như vậy bây giờ, đó, các mọi người sẽ nói được, mình sẽ không cần nói cái này. Và câu hỏi này, mọi người nó quay trở lại cái khuôn mẫu mình này. Which place? Cái nơi nào trong hai nơi này thì tốt hơn cho việc học? Vậy mọi người nói trái phải là do các bạn. Bây giờ trái phải là do các bạn. Trái hay phải là do các bạn. Mọi người chọn trái hay phải là do các bạn. Các bạn phải đề cập lại cụm từ I mean the picture on the left. I mean the picture on the right. Đúng rồi. Rồi sau đó thì sao nữa mọi người? Cái câu số 2 này thực ra nó là câu số 1. Vì sao? Nhưng bạn nói ủa vậy người ta hỏi làm gì? Người ta hỏi lại làm gì? Vì người ta muốn double check cái kiến thức của bạn. Con bé cháu ruột của thầy nó thi cái đề này và nó bị khớp. Mặc dù nó là chuyên ngữ, nó là chuyên ngữ của Đại học Mở ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nó nói là thi xong cái đề này con bị khớp quá. Ủa hai câu này nó là một đấy. Nhưng người ta hỏi vậy là để làm gì? Đơn giản, bởi vì người ta muốn double check em nói có đúng hay không. Ví dụ em chọn bên này, em chọn bên này là học trực tuyến. Học trực tuyến đúng không? Học trực tuyến tốt hơn. Vậy tại sao? Đúng rồi, lỡ dưới này em chọn lại học online là học trực tuyến đấy. Như vậy em cũng phải đưa ra lý do. Và lý do đó từ đâu ra? Lý do đó là từ cái bên trên này nè. Đó, cái lý do đó là tại sao bên trên này nè. Như bạn nói, vậy làm khó em quá. Vậy bên trên này em nói học trực tuyến, dưới này em nói học ở lớp, face to face là học ở lớp đó mọi người. Face to face là học ở lớp. Vậy thôi thì em đã yêu như thế thì em chọn học ở lớp. Đúng, em chọn học ở lớp. Vậy tùy em chọn cùng một hướng cũng được. Nhưng một hướng đó hai thông tin phải double lại với nhau. Đúng không? Phải double lại với nhau và y chang nhau. Còn không, em chọn hai nơi khác nhau. Bên trên này em chọn trực tuyến, dưới này em chọn học tại lớp học. Vậy các bạn soạn một bài nói nghiêm chỉnh và gửi cho mình. Đó, phần 3. Đúng không? Phần 4 các bạn xem đây. 4 mọi người ha.
Như vậy cái vấn đề ở đây đó là đòi hỏi bạn phải nghiêm túc. Bạn mới biết cái điều gì đang diễn ra tại lớp học này. Và nghiêm túc đến cái chừng mực là bạn phải ngồi bạn nghe, bạn phải ngồi bạn lắng đọng. Chứ bạn học nửa vời bạn không thể giải quyết được bài thi này đâu. Bạn biết không? Cái bài email, xin lỗi mọi người, cái bài email thầy dạy rất chắc luôn. Hay thầy còn gọi là thầy dạy quá đỉnh luôn. Mà ở nhà làm lại và gửi thầy không ra một cái hệ thống mô tê gì cả. Không, gửi cho thầy một cái bài rất là tệ, gửi thầy một bài rất là tệ, thầy không biết các bạn học kiểu gì. Uổng công sức mồ hôi của bố mẹ mình cho tiền mình đang học. Xin lỗi mọi người, thầy hơi đụng chạm tí, thầy không phải là idol của các bạn đâu. Đúng rồi, thầy chỉ mang kiến thức lại đến cho bạn. Và thầy phải chốt một điều như thế này trước khi thầy tiếp tục phần viết, đó là thầy dạy rõ và rõ ràng chắc chắn luôn. Mà thi không được thì không được là do các bạn. Vì vậy rớt không học lại miễn phí. Ngay thầy là vậy đó, lúc trước là rớt học lại miễn phí, hỗ trợ đến khi nào các bạn thì thôi. Nhưng thầy không làm điều đó nữa. Các bạn rất ỷ y. Như vậy hãy học cho nó ra hồn. Mọi người nhá. Rồi, Bây giờ cái đề viết này, bây giờ mình lại tiếp tục cái đề viết lớp nha. Rồi, mình cứ vậy Nói viết. Đúng rồi. Như vậy cái phần viết thì các bạn nhớ rằng là kỹ năng viết có 4 phần đúng không? Đúng mọi người. Phần 1 là các bạn trả lời 5 câu rõ ràng đúng không? 5 câu rõ ràng và không quá 5 từ đúng không? Đúng mọi người, không quá 5 từ là gì nữa? Đầu câu thì sao? Ghi hoa và cuối câu là ghi dấu chấm. Đúng mọi người, rất rõ ràng thế. Thầy làm việc rất rõ ràng như thế. Đúng mọi người ạ. Rồi, phần 2 nhớ này, năng nỉ mọi người nhớ này. Phần 2 là phải biết từ 20-30 từ. Mà những bạn sinh viên tôn đức thắng đúng không? Bạn cần 135 điểm. Hoặc những bạn sinh viên du lịch, bạn cần 151 điểm. Hoặc là những bạn học Quy Nhơn, bạn cần 151 điểm. Hoặc những bạn học Sài Gòn, bạn cần cái bằng C 160 điểm trở lên. Thì bạn cố gắng ghi được 1/2 của chuỗi từ quy định. 1/2 của cái chuỗi từ quy định này, có nghĩa là ít nhất là 25, 26, 27, 28, 29 trở lên, chứ các bạn đừng ghi 20, 21. Được chưa? Phần 3 thầy dặn rất kỹ, nhưng mà dường như các bạn không để ý. Phần 3, một người 30-40 từ. Có mọi người? Có. Thầy dạy kỹ lắm mọi người. Và ít nhất là gì nữa? Và có câu chào trước khi viết. Rồi, nhiều bạn nói: ủa, em không chào kệ tí em chứ thầy. Đúng rồi, em không chào kệ em. Em không chào hỏi kệ em. Hôm nay có một số bạn gửi bài tập, những bạn đó không chào kệ em. Em không chào kệ em ha. Không chào hỏi kệ em. Hỏi kệ em. Kệ em. Nếu em tự tin vào năng lực của mình. Năng lực của mình. Thầy để chữ tự tin vào năng lực của mình nữa nhé. Rồi, và gì nữa? Và thầy dặn gì? Dặn viết câu đơn. Câu đơn là gì? Câu đơn là mọi người nhớ này, đủ 3 thành phần thôi là mình chấm, mình chuyển câu. Mình đừng cố gắng ghi dài dòng, dông dài dài. Ghi dài để làm cái gì? Mà không đủ cái năng lực như thế. Bạn biết không, có một bạn chơi này mình ít. Có phải em học mình if là có một mình đi if và một mình đi chính thôi đúng không? Chỉ có cái này thôi đúng mọi người. Thầy cho thầy nhiều lời tí cho mọi người nghe. Rồi, chỉ có vậy thôi đúng không? Mà nó bút một phát em tin không? Rồi nó ghi vậy, rồi là and tiếp, rồi s, rồi v, rồi o. Ủa em làm cái gì vậy? Có cái bạn đang ngồi học ở đây, thầy hỏi em làm cái gì vậy? Làm gì có cái kiểu này? Đã là cái mình đi chính là nên phải như thế thôi mà. Đúng không? Và thầy dạy với lớp, thầy dạy cái gì? Thầy dạy is he, mainly, because. Đúng rồi. Dĩ nhiên bạn có thể ghi does he. Bạn có thể ghi does he, because kể các bạn. Nhưng thầy đã dạy cái khuôn mẫu và thầy dạy cái mà loài người dùng nhiều nhất. Cái này đấy. Đúng không? Thầy dạy cái này đúng không?
bài kia nó kệ em không sao hết. Đúng không? Em không muốn điểm cao thì kệ em. Đúng rồi. Đúng rồi mọi người. Rồi, hôm nay thầy trở lại vấn đề, thầy làm cái câu lạc bộ này. Đó nó hỏi này. The last time you listen to music. Đúng rồi, câu lạc bộ này câu lạc bộ gì mấy đứa? Music. À, music. Đúng rồi, music. Music. Đó, hãy kể về cái lần gần đây bạn nghe nhạc là khi nào. Cái lần gần đây bạn nghe nhạc là khi nào? Đúng mọi người. Như vậy mình nói gì? Ai? Mình cứ bán cái câu hỏi mình trả lời, giữ thống nhất một thì giùm thầy nghe. I listen to music vào buổi sáng hôm nay, this morning. Vào buổi sáng hôm nay, I listen to music. Rồi chấm đuổi. When I got up at 5 a.m. I play some Trịnh Công Sơn. Play some Trịnh Công Sơn song in my bedroom. Mọi người trả lời nó sẽ là bình thường thế này thôi. Và các bạn thấy được bao nhiêu từ? Được 23 từ. Nhưng bạn nói, ủa thầy cũng được 23 từ, mà thầy nói gì tụi em? Nếu em đủ năng lực tự tin giống thầy, ghi cái câu nó xúc tích nó rõ ràng như vậy, thì không thể nào bị cái B1 nữa. Đấy. Vào buổi sáng hôm nay tôi đã nghe một vài I listen some music đi ha. Rồi, when I got up at 5 a.m, I play some Trịnh Công Sơn show in my bedroom. Đúng các bạn, đúng không? Đấy, các bạn, nó đơn giản thế thôi, đúng mọi người? Đúng không? Đấy, chúng ta trả lời như thế giùm thầy ha. Đấy, tôi nghe một vài bản nhạc vào buổi sáng hôm nay, khi tôi thức dậy lúc 5 giờ, tôi đã mở một vài bản nhạc Trịnh Công Sơn trong cái phòng của tôi. Ok, thế thôi. Được không? Được không? Rồi. Nhớ này, các bạn có để ý thấy không? Quá khứ là quá khứ hết. Chứ đừng cái quá khứ, cái hiện tại. Cái câu hỏi này, nhìn vào câu hỏi này là quá khứ này, các anh thấy chưa? Đúng không? Rồi. Rồi, ba cái phần này. Thầy nói cái gì, thầy năn nỉ mọi người xem clip đi. Đúng là cái giọng của thầy nó dở lắm, đúng không? Giọng của thầy nó dở, cái anh nó dở. Nghe như con gà vậy đó. Nhưng thầy dạy đúng, thầy dạy rất chất lượng, thầy dám tự tin như thế. Về mọi người nghe cho nó kỹ, để cho nó kỹ. Nó hỏi gì? Bạn thường làm gì khi bạn nghe nhạc và tại sao? Có nghĩa là khi mày nghe nhạc, mày thích làm cái việc gì và tại sao mày lại có những cái hành động như thế? Ý nó là vậy đấy. Vậy thầy chào hỏi này, chào nè. Rất vui khi nói chuyện với cái bạn mặt của mày. Bởi vì phần 3 này là phần gì vậy? Phần 3 này được gọi là phần chat. Đúng không? Chat có nghĩa là gì? Chat nghĩa là phải chào hỏi. Đồng ý với thầy không? Phải chào hỏi và nói chuyện theo kiểu informal. Theo kiểu informal là không cần phải trang trọng đấy. Theo kiểu informal, ê mày khỏe không? Mày chào mày, tao nghĩ rằng thế này đó. Đúng rồi. Như vậy mình nói gì? Mình bán cái cỏ mình nói thôi. Đây nữa này. When I listen to music, khi tôi nghe nhạc. I like to do my housework. Đây. Mọi người thấy mệnh đề này, nó có hai mệnh đề này. Mệnh đề với chữ when này. Mọi người thấy chưa? Một mệnh đề chính độc lập này. Vậy hai mệnh đề này nó phải có dấu gì? Phải có dấu phẩy. Sao các bạn không có dấu phẩy nhỉ? Hai mệnh đề nó có dấu phẩy mà. Đúng không mọi người? Khi tôi làm điều này phải, tôi làm điều này chậm, đủ hai vế mệnh đề chậm, đừng ghi quá dài dòng. Ý của tôi là I often open some song when I clean my house or wash clothes, and is it because I feel relaxed and comfortable to finish my work. Đúng rồi, thầy nói mọi người đếm cái từ rồi thầy dịch cho nha. Không có từ mới nào. Mọi người thấy 43 từ chưa? 43 từ không được. 43 từ bỏ ngay, bỏ bớt ngay. Rồi, thầy bỏ. Rồi thầy bỏ. Được chưa? Bỏ còn một từ nữa, đúng rồi. Rồi. Thầy bỏ cái gì kệ thầy? Bỏ làm sao nó chạy về chuẩn 40 là maximum là được. 40 nè.
Có từ nào mới với bạn trong này không? Có từ nào mới với bạn trong này không? Không. Khi tôi nghe nhạc, tôi thích làm công việc nhà. Tôi thường mở những bản nhạc khi tôi lau nhà hoặc là giặt đồ. Bởi vì tôi cảm thấy thư giãn và thoải mái để hoàn thành công việc của tôi. Rất là đơn giản thế thôi mọi người ạ. Cái đâu mà các bạn cao siêu, các bạn viết. Xin lỗi mọi người, các bạn viết xong thầy không biết các bạn viết gì luôn. Ok, cho nên thầy mới nói chữ tạm ổn. Hôm bữa thầy mới nói mọi người là lớp khá đông. Lớp khá đông, thầy không thể sửa từng người được. Mà thầy chỉ nói là tạm ổn hoặc ổn. Những bạn tạm ổn và ổn là những bạn chưa ổn. Thầy có nói mà chưa ổn, cần phải điều chỉnh thêm. Còn những bạn nào thầy nói tốt rồi, good, là những bạn đó rất good. Good thầy mới nói good chứ. Đúng rồi. Như vậy, học cái gì này, mọi người thấy chứ feel không? Feel là cảm thấy đúng không? Cảm thấy thư giãn. Nếu chữ relax mà các bạn không có ED ở đây, relax không á, thì nó sai mất tiêu rồi. Cảm thấy thư giãn phải có ED. Phải có ED, nó là một adjective. À, bởi vì tôi cảm thấy thư giãn và thoải mái để hoàn thành công việc của tôi. Nếu chữ relax đứng sau chữ feel, nó nói về tính từ cảm xúc đấy, thì phải có chữ ED ở đây. Nhá, rồi, tiếp. Câu này, ý câu này là sao? Tôi muốn những đứa con của tôi chơi âm nhạc như bạn. Ủa, âm nhạc, chơi âm nhạc là sao? No, chơi âm nhạc có nghĩa là tôi muốn những đứa con của tôi đam mê âm nhạc nhiều hơn. Nè, tôi muốn những đứa con của tôi chơi được nhạc cụ. Các bạn đợi thầy 30 giây nha các bạn ha. Vậy mình ý là sao? Ý nó hỏi là làm sao để cho những đứa con của nó trở nên yêu thích về âm nhạc, đúng không? Hay là làm sao những đứa con của nó biết chơi được nhạc cụ hoặc là đam mê âm nhạc nhiều hơn? Hãy đưa nó cái lời khuyên đi. Vậy mình biết sao? Bắt đầu thầy chào đã. Thầy luôn luôn chào. Đó là lối nói. Nói gì ạ? Nó chat chít và trò chuyện với nhau. Đúng rồi. Rất vui khi nói chuyện với cái bản mặt của mày. Tao nghĩ mày nên. Khuyên là nên mà. Tao nghĩ mày nên. Nên làm gì? Nên mở nhạc open music in your home every day. Tao nghĩ mày nên mở nhạc trong nhà của mày mỗi ngày. Để một người đam mê âm nhạc thì cứ mở nhạc nó nghe nhiều, nó sẽ đam mê. Thầy suy nghĩ rất là baby như thế, right? Bên cạnh đó, bị sát là bên cạnh đó hả? Bên cạnh đó là gì? Bạn có thể mua cho những đứa con của bạn by your children a guitar or piano, một cái đàn guitar hoặc là piano. Được. Đặc biệt là nó mình viết những cái này, đặc biệt là in particular, đặc biệt là bạn liên là gì à? Bạn nên rồi đặc biệt là bạn có thể động viên, đặc biệt là bạn phải động viên là gì ta? Như người không biết chỉ động viên. Giờ chẳng lẽ ghi chữ giống viên? No, bạn, đặc biệt là bạn phải gì? Bạn phải khuyến khích động viên. Bây giờ mình không biết khuyến khích, không biết động viên thì nói sao? You have to ask your children to join a cái music club. Ý thầy này, chữ động viên, nếu mọi người biết chữ motivate, nếu mọi người biết chữ encourage thì nó quá tốt. Không thì dùng chữ ask.
Ask là yêu cầu, là nói, là bảo, là kêu, đúng không? Bạn phải kêu con của bạn tham gia vào các câu lạc bộ âm nhạc. Đó là cách của nó hình thành cái sự đam mê cho âm nhạc hơn. 38 từ, thấy chưa? Đâu có từ nào mới các bạn đâu. In ba rờ ti cú là. Cú là đó đó. Là thầy đã nói rồi, thầy nói trong clip rồi. Đặc biệt là chữ B sign S phải cho thầy một cái. In particular phải cho thầy một cái. Ghi cho nó chuẩn như thế mọi người ha. Ghi cho chuẩn như thế mọi người ha. Rồi được chứ? Tao phải rõ ràng thế được chứ? Rồi tiếp. Nói gì? Tại sao âm nhạc là quan trọng trong các quốc gia? Bạn có biết chữ cu lờ tu ré này là cái gì đâu, bỏ qua. Tại sao âm nhạc nó lại quan trọng trong từng quốc gia như thế? Vậy thầy sẽ gõ đó. À, đúng không? Tôi nghĩ âm nhạc, cái music is important trong mỗi quốc gia. Trong mỗi quốc gia, in its country. Bởi vì ha, bởi vì nó giúp gì ạ? Nó giúp giới thiệu, nó giúp giới thiệu cái nó giúp giới thiệu cái văn hóa. Nó giúp giới thiệu cái văn hóa là gì, cái cultures, cái lối sống là gì, cái lifestyle, đúng không? Cái văn hóa, cái lối sống, cái văn hóa và cái lối sống, và lối sống ha, và lối sống của các quốc gia trên thế giới, over the world, in the world đi, in the world. Âm nhạc nó quan trọng lắm, bởi vì nó giúp giới thiệu cái văn hóa và cái lối sống của các quốc gia trên thế giới. Vậy nó lặp lại chữ quốc gia đây, đúng không? Như vậy bỏ đoạn này đi. Tôi nghĩ âm nhạc nó quan trọng. Nó music này, music là sẽ theo. Bởi vì nó ở đây là đại diện cho gì các bạn? Music. Bạn phải tương xứng. Hồi trước là chủ từ sit thì sao because cũng phải là cái chủ từ sit. Bởi vì nó giúp giới thiệu cái văn hóa và lối sống của các quốc gia trên thế giới. Mà ngoài ra, bên cạnh đó đấy, ngoài ra gì ạ? Ngoài ra là nó làm cho con, nó làm cho con người ta luôn cảm thấy nó hạnh phúc và luôn cảm thấy thư giãn để mà làm việc mỗi ngày, đúng không ạ? Đúng mọi người đó. Thế mình nó làm cho con người ta cảm thấy nó hạnh phúc và thư giãn để làm việc mỗi ngày. Đó, âm nhạc nó quan trọng. Âm nhạc nó quan trọng là thế đó. Âm nhạc nó quan trọng là vậy đó, đúng không ạ? Đúng mọi người, thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Như vậy nó được 34 từ rồi, chê gì nữa? Chê gì nữa, các bạn cố gắng như thế ha. Được không? Ok rồi. Tiếp câu lạc bộ này. Câu lạc bộ này á thì cái phần 2 và hai câu đầu tiên các bạn sẽ phải tự làm. Thầy chỉ viết thằng si thôi. Các bạn làm và các bạn gửi cho thầy. Các bạn làm và các bạn gửi cho thầy. Cái câu lạc bộ này thực sự mà nói thì ít ra lắm, bởi vì nó quá dễ. Nó quá dễ. Nó hỏi cái gì? Kể về cái lần gần đây bạn chơi thể thao hoặc là bạn xem thể thao là khi nào? Viết đi, viết gửi cho thầy đi, năn nỉ mọi người hả? Còn phần 3 là gì? Bạn thích chơi thể thao hoặc là bạn thích xem thể thao với ai? Đó, ví dụ mình nói là tôi thích xem thể thao với bố của tôi. Mỗi buổi tối chúng tôi thường mở các trận đấu bóng đá để xem. Chúng tôi thích xem trên VTV One hoặc là Sport Channel, đúng không? Và chúng tôi sẽ trao đổi thảo luận với nhau về các cầu thủ và kỹ năng của họ, được chưa? Vậy đó, ý tiếng Việt rồi. Mày thích môn thể thao cá nhân hay là thể thao đội nhóm và tại sao? Nhưng mà mình chọn ra một cái luôn, mình nói tao thích thể thao cá nhân cơ, bởi vì chơi một mình thì nó thoải mái và không phải chơi theo người khác. Ngoài ra là chơi một mình là muốn nghỉ lúc nào thì nghỉ, mà la la các kiểu, đúng không? Như vậy mọi người sẽ tự trả lời ra. Thầy trả lời con này. Thầy trả lời con xì, nó nói gì ạ? Những môn thể thao làm cho đời nhỏ trở nên nó hung hăng và trở nên bạo lực hơn. Mày nghĩ như thế nào về điều này? Những môn thể thao làm cho đời nhỏ trở nên hung hăng và bạo lực hơn. Mày nghĩ như thế nào về điều đấy? Thầy sẽ chắc con này. Đấy chấm. Tôi không nghĩ rằng. Thầy chia mọi người này.
Tôi không nghĩ rằng những môn thể thao làm cho tụi nhỏ trở nên nó aggressive. Các bạn thấy thầy đang làm cái điều gì á? Thầy lấy cái cụm từ I think that thầy đưa vào, hoặc là I don't think that và thầy đưa vào, sau đó thầy bê cái câu của nó xuống. Đó là chơi chiêu đấy, chơi chiêu ấy, để giảm số từ suy nghĩ của mình. Và tôi không nghĩ những môn thể thao làm cho tụi nhỏ trở nên hung hăng đâu, bởi vì sao ạ? Bởi vì tụi nhỏ sẽ có cơ hội, sẽ có những cơ hội là đếm được, phải sợ số nhiều, sẽ có những cơ hội để mà luyện tập và cải thiện là gì? Cải thiện sức khỏe, đúng không? Ngoài ra những môn thể thao sẽ giúp chúng để make friend with other people, ngừng ở đây thôi. Đấy, anh xem đây, thầy ghi gì được 34 từ. Cũng là ý này, thầy ghi kiểu khác các bạn xem này. Glad to talk to you. I totally disagree with your ideas. Tôi không hoàn toàn đồng ý với cái ý tưởng của bạn đó. Tôi không hoàn toàn đồng ý với quan điểm của bạn đâu. Vì bạn nói, ủa, ý tưởng nào đâu đây? Ủa, quan điểm nào đây? Đấy, cái thằng này nó viết cho mình là quan điểm của nó. Mình không đồng ý thì mình ghi là I totally disagree. Nếu mình đồng ý thì mình ghi gì? I totally agree. Rồi lại bê câu này xuống. Đấy, bê câu này xuống, đúng không? Như vậy mọi người cũng chạy ra được 3-4 từ. Vậy cái cách dẫn nhập của mọi người nó rất là quan trọng. Các bạn hiểu được cái đề thì mọi người sẽ viết rất là nhanh. Các bạn không hiểu đề, các bạn căng lắm cơ. Các bạn căng lắm cơ. Đúng rồi. Rồi bây giờ câu lạc bộ tiếp theo. Nè, mọi người viết gửi qua cho thầy ha. Phần 2. Mày thích xem cái gì trên TV và mày thường xem khi nào? Thực ra câu hỏi đi thi nó không hỏi double vậy, nó hỏi vậy nè. What do you like to watch on TV when you have time? Câu hỏi đi thi nó vậy nè. Nhưng tại sao ông thầy lại ghi là what do you like to watch on TV and when? Ông thầy muốn cho mọi người thấy cái sự trọng tâm của cái đề là thích xem cái gì và xem khi nào. Ủa, như vậy mọi người trả lời được hai mảng thông tin thế thì càng tốt. Vậy các bạn trả lời coi, mọi người viết cho mình không, thầy dùng chữ thói, không có nghĩa là thầy coi thường em nha. Cái thói theo thầy nghĩ nó là một cái hành vi thôi nhé. Rồi em có một hành vi em viết như vậy nó sẽ ảnh hưởng lâu dài, bởi vì em không chịu tách ý mà em có dùng chữ and không à. Em tách ra hai câu này, em tách ra được mà, dĩ nhiên hai câu này để được chứ không sai. Nhưng em nên tách ra, đúng không? Tách ra, tôi xem tin tức mỗi buổi tối chấm. Rồi tôi luôn luôn xem với gia đình. Bên cạnh đó là tôi thích xem các chương trình âm nhạc trên TV, đúng không? Như vậy nó sẽ hay hơn. Đúng rồi. Rồi tôi thích xem tin tức và các bộ phim hành động mỗi tối, bởi vì tôi muốn cập nhật các tin tức thế giới và được giải trí sau một cái ngày làm việc. Thầy a day of work cũng được, không sao. Có thể là nhiều giảng viên, nhiều giáo viên đang dạy các bạn như thế này, không sao hết á. Mà thầy thường dạy sinh viên thầy nè, after the working days, sau những ngày giờ làm, sau những ngày làm mệt mỏi, sau những ngày làm việc, working days hay hơn. Working day hoặc là working days, chứ các bạn đừng nói là a day of work gì hết ha. Rồi cảm bích Julie gì đây nè. Tôi thích xem phim trên TV. Tôi thường xem phim với mẹ và bố. Bố mỗi buổi tối. Đố mọi người câu đó cái gì sai? Đố mọi người câu đó cái gì sai? Thỏ thiệt mà. Các bạn, nhiều bạn đây nè, chữ này là sai rồi. Father là sai rồi. Là bố là chữ này nè. Father, không có chữ R. Có chữ R nó mang nghĩa khác nha.
Đấy, tôi thường xem phim với mẹ và bố mỗi buổi tối, bởi vì nó làm cho tôi, nó làm cho gia đình của tôi thư giãn hơn và kết nối với nhau. Lưu ý đây, lưu ý đây, em nhìn đây, chú Bách đúng không? Nó làm cho gia đình của tôi trở nên thư giãn hơn đúng không? Như vậy lúc này thằng này là cái gì em? Thằng này nó là attracting, đồng ý không ạ? Nó là attracting, đồng ý không ạ? Rồi, nó đã là attracting thì cái này không thể and verb được. Đây là verb mà. Em mà dùng attracting thì sau này phải là attracting, em đồng ý không? Attracting and attracting. À, tôi muốn làm gia đình của tôi thư giãn hơn và thế nào đấy? Chứ em không thể là kết nối với nhau. Đúng rồi, như vậy sửa lại khúc này ha. Tiếp. Minh Nhân ơi, em quốc cái này là em không điểm rồi. Phần 3 đâu có chào hỏi. Phần 3 đâu có chào hỏi em. À, phần 2 đâu có chào hỏi. Phần 3 mới chào hỏi chứ. Mình đang thi phần 2 mà. 43 từ luôn, định mệnh cuộc đời. Where are you from? À, em xa rồi nhá. Lạc rồi. Em cái nhất là em lạc đề. Cái thứ hai là em lạc cái phần luôn rồi. Đúng rồi, lạc cái phần, lạc cái đề luôn, lạc tài lè luôn rồi. Đúng rồi, mình nhanh nhá. Phần 2 là không có chào hỏi gì thế đâu. Và không ghi quá số từ đâu. Chữ usually ghi sai luôn, thấy không? Rồi, chương trình là set thì động từ phải là set, em đồng ý không? Rồi, chúc trần. Rồi. Tôi thích tin tức trên TV với bố mẹ tại một buổi tối. Làm những chữ tại một buổi tối. Ai dạy em tại một buổi tối? Ai dạy em? Thì qua đây gặp mặt thì để chỉnh lại liền. Đúng không? Rồi. Một buổi tối là một buổi tối chứ. Rồi, thầy có dạy em liền sau này là giáo phải không? Không bao giờ. Em xem cái bài giảng thầy từ đầu đến giờ. Và em xem là clip thầy. Thầy không có giáo phải sao cụm từ. It's because. Làm gì có giáo phải. Được chưa? Rồi, em thấy không? Chủ từ ship thì động từ phải có S. Em ạ, cái này rất cơ bản chứ. Rồi, bên cạnh đó tôi có thể cảm thấy thư giãn sau cái working day. Thầy mới nói working day hồi nãy. Đúng không? Một là số nhiều. Hai là ở working day. Không có working day ship. Yeah. Đúng rồi, rồi nhé. Xem TV là một trong những sở thích của tôi. Tốt, biết cập nhật câu này là hay. Tôi thường xem TV khi tôi có thời gian. Những trận đấu bóng đá là chương trình yêu thích của tôi. Ok rồi. Tôi luôn luôn xem cái Champions League. Rồi, được, không sai đấy. Đủ rõ. Tiếp. Trong thời gian rỗi của tôi, tôi thích để xem phim. Xem phim, chứ phim sai đấy nha. Có những cái em không được sai. Và chúng ta không được sai. Chứ phim mà ghi vậy thì sao có điểm được. Phim, số nhiều luôn. Đó, với gia đình. Bì câu xe làm gì có. Bì câu xe xe. Em sai chưa? Bởi vì gia đình của tôi và tôi. Nhớ này, nhiều bạn sai lắm. Nhiều bạn gửi cho thầy, thầy chửi luôn ấy. Chủ từ em đang dùng cái này là dùng chủ từ đúng không? Chủ từ là như có mi. Mi là gì các em? Mi là tốt từ. Và tốt từ đứng ở đâu các em? Tốt từ đứng sau động từ mà. Vậy gia đình của tôi và tôi and me. Hình như các bạn sinh viên bị hay đi quán đi đến quán cà phê you and me hả? Cho nên cứ nó tiếng Anh cái quán đó nó xài. Cho nên các bạn cứ nói là you and me. No, you and I, my family and I. Bởi vì gia đình của tôi và tôi có thể thảo luận với, không có thảo luận với. Thảo luận với ai là discuss with someone, with someone. Nhưng cái content ở đây là cái nội dung, là cái đâu phải là con người đâu. Và discuss about, thảo luận về nội dung gì. Nó không rõ ở đây. À đúng rồi. Bởi vì gia đình của tôi và tôi có thể thảo luận về nội dung. Về nội dung của các bộ phim cùng với nhau. Và cuối câu phải có dấu chấm. Đồng ý không? Trước nay có chữ đờ nữa là càng tốt, không có cũng được. Thế rồi. Tôi thích xem một cartoon quá số từ quy định. Quá 3 từ là không điểm rồi. Quá 3 từ là không điểm rồi. Quá 3 từ là không điểm rồi. Đúng không? Tôi thích xem một cái cartoon và tin tức là sao? Tôi thích xem một hoạt hình và tin tức là sao? Không được, cái này không được cái đã này. Ví dụ như mình nói I like to watch a cartoon phim, những bộ phim hoạt hình, đúng không? On news, đúng không? Rồi, for example,
Liên sau chỉ for example, nếu em xem clip của thầy, nếu em xem kỹ, thì liền sau for example thầy dùng giáo gì? Dùng giáo phải. Và ví dụ, tôi thích để xem là chữ what, chứ water là cái gì? Nên tôi thích xem một Tom và Jerry và một 60 giây là sao? Là chúng ta ở đây nữa. Rồi sửa lại nha, sửa lại cái câu này nha. Rồi, bởi vì tại sao chữ S này là ghi hóa? Tại sao chữ have này là không có S? Đúng không em? Nên giúp tôi have someone thì không có ID. Have someone thì không có ID. Em hiểu không? Bởi vì sao em ạ? Bực mình ghê ha. Have someone do something. Nhưng mà nó làm cái gì? Chứ làm gì cái have someone ID? Như vậy, ID là thấy nó sai rồi. Thấy chưa? Nên chăng em phải luyện tập nhiều nghe. Thầy nhận xét thì nó hơi nóng tính, em đừng buồn thầy. Em phải luyện tập thêm, chỉnh chu vào một tí nhá. Rồi, được chưa? Thấy phần 2 không mọi người căng. Phần 3. Ba hơn thêm. Thực ra cái câu hỏi của phần 3 nó khá là dài. Cái đề này nó khá là dài. Nhưng nôm nôm của câu hỏi phần 3 hỏi gì? Mày thích làm cái gì khi mày xem tivi? Ý câu hỏi là khi xem tivi mày có thích dùng tách cà phê, các cà phê, hay ăn cái gì hay không, hay làm cái gì, hay là thảo luận với ai hay không. Ý nó đại loại như thế. Vậy các bạn viết đi, câu này dễ mà, viết đi nhá. Thầy viết cho thầy chào đó. Lát câu nào khó, câu nào dễ thầy để cho bạn viết. Glad to talk to you. Rất vui khi nói chuyện với bạn, đúng không? Rồi, rất vui khi nói chuyện với bạn, đúng không? Rồi, tôi thích. I like to have a cup of coffee and some bread when I watch TV. I often use them when I watch những cái phim for a long time. And besides, I love to watch and discuss the program with my brother. Đó, thế thôi. Đúng không? Mình sẽ được bao nhiêu từ? Anh được 44 từ. Xóa bớt. Xóa đi. Xóa này. Hãy xóa này. 3 từ. Đồng ý chưa? Được 3 từ đó. Được rồi. And besides, I love to discuss with my brother. Thế đó. 38 từ. Ok. Vậy tôi thích dùng một tách cà phê khi tôi xem TV. Ý tôi là tôi thường sử dụng nó. Use it. Một tách cà phê là use it, right? Ý là tôi thường sử dụng nó khi tôi xem bộ phim cho một khoảng thời gian lâu dài. Và ngoài ra tôi thích thảo luận. I love to. Tôi thích thảo luận cùng với em trai của tôi, với cái người em trai của tôi, my brother, right? Rồi. Thực ra là rồi, được chưa? Bây giờ câu này dễ thì các bạn sẽ tự viết mọi người ha. Rồi. Câu này dễ thì các bạn sẽ tự viết ha.
Mày thích xem TV một mình hay là xem với ai và tại sao? Thích xem TV một mình hay xem với ai và tại vì sao? Đúng không? Thích xem TV một mình hay xem với ai và tại vì sao? Ha. Vậy các bạn ready giùm mình đi ạ. Các bạn thử đi. Các bạn thử giùm mình để xem. Ok, rồi. Hello mọi người, cái câu này thôi, câu này để bài tập về nhà. Mọi người làm câu này đi. Xem TV thì không tốt cho đời nhỏ, bạn nghĩ sao về điều này? Các bạn, thầy sửa câu này đi. Thầy sửa câu này cho mọi người đi ha. Sửa bài cái tính thầy nó rất là to. Thầy sẽ nhận xét nó hơi nặng lời thì các bạn phải thông cảm. Còn cái chuyện mà các bạn đóng tiền cho thầy thì thầy phải tôn trọng các bạn, nhưng mà mình tôn trọng nhưng mà mình phải cố gắng làm sao cho mọi người hiểu bài nhé. Chứ không phải là em đóng tiền cho thầy mà sao thầy chửi em hoài thì không được ha. 37 từ chuẩn. Rồi tôi đồng ý với bạn bởi vì khi trên TV không có khi trên TV. Không có bao giờ có mệnh đề này cả. Được không? Sửa lại. Này em xem này, cách dùng mệnh đề càng ngữ này. When, đúng không? S V O. Hồi nãy thầy có nói đầu giờ rồi mọi người nhớ. S V O. Đúng không? Hoặc là gì? When, hoặc là when cộng với gì? Verb in. When cộng verb in thì cái này verb in đúng không ạ? Có thể cộng một object đúng không? Rồi object bên này là S V này. O này đúng không mọi người? Đấy chứ làm gì có cái câu này. Trời thầy bàn phím thầy nó lỗi tùm lum. Đấy, nó không có cái câu này. Không có bao giờ có cái câu kiểu này cả, được chứ? Như vậy câu này coi như là sai. Nha. Rồi. Bên cạnh đó tụi nhỏ sẽ không chơi với bố mẹ và refuse to study là không học hành nữa đấy. Thì câu này hay, câu này được. Nhưng câu này nó là không được. Không được thì người ta sẽ xóa đi. Mà nếu xóa đi thì lúc này Dương chỉ được 22 từ. Đấy chưa? Thấy Dương thấy nó không ổn thấy chưa? Dương nên sẽ là Tiến Nguyễn. Nếu Dương dùng cái này thì Dương cứ dùng. Còn những bạn khác dùng cái này thì các bạn phải dùng cái này thống nhất ABC 3 người nhé. Tôi đồng ý với bạn. Có nhiều cái chương trình nguy hiểm trên TV và không phù hợp cho tụi nhỏ. Và bên cạnh đó tụi nhỏ, người mà dành thời gian xem TV nhiều sẽ không tập trung vào việc học được. Ok, tốt. Em dùng được cái này là ổn này. Có nghĩa là tiếng Anh em cũng đỉnh đấy. Thực ra không có đỉnh gì cả. Nó là cái đại từ quan hệ. Nhưng bạn ấy biết cách để mà nhấn mạnh nó vào. Tốt, bạn này tốt. Rồi, Tiến Nguyễn tốt. Nó lâu chọn câu đó, hay à. Đấy, được không? Tôi nghĩ xem TV thì không tốt cho đứa nhỏ rồi. Bởi vì chúng quá trẻ rồi. Bên cạnh đó chúng xem TV. Nè. Ngày nay tôi phát hiện bạn này nè. Đã là to be lại quên nữa thì sao được? Không được, không bao giờ điều này được. Em thấy bạn Tiến Nguyễn dùng không? Span là động từ, quên là động từ. Câu này khác động từ chính này. Nhưng bạn ấy đang dùng đại từ quan hệ. Thầy hay nói đùa với sinh viên là em có quan hệ không mà em dùng hai động từ. Đây em không quan hệ mà em dùng hai động từ. Một câu chỉ một chủ từ, một động từ. Không thể một câu một chủ từ, hai động từ chính được. Bởi vì chúng đang xem TV sẽ làm mắt đau và chúng sẽ, đấy em thấy chưa? Này verb in rồi will rồi make. Will make là một rồi đó. Rồi and they will nữa là sao? Sai ngay. Chỉnh lại. Đó, thầy phát hiện ra này. Đấy, nhờ em gọi đó. Tập viết kiểu này cho thầy coi. Nghe ti nhé, ti tị gì nghe. Tập viết kiểu này cho thầy nghe chưa? Rồi, được chưa? Cố lên, em sẽ làm được, thầy tin các em sẽ làm được. Đừng bao giờ cố gắng viết kiểu này cả. Đây là rồi. Tôi nghĩ, bạn này không có chào. Đó là quyền của em. Thầy cho mình không thể ép buộc nhau được ha mọi người ha. Rồi, tôi nghĩ xem TV sẽ tốt cho những đứa nhỏ. Ngày nay có nhiều chương trình tốt. Cho ví dụ các chương trình giáo dục bằng tiếng Anh và những và khoa học. Rồi, đây không phải là câu. Thành Nam, đây không phải là câu. Câu, và em hãy nói cho thầy, nếu là câu thì động từ nó ở đâu? Nếu thầy gọi đây là chủ từ, đây là một danh từ thứ nhất, đúng không? Đây là một danh từ thứ hai. Vậy danh từ này có thể đóng vai trò là chủ từ. Vậy động từ ở đâu thưa em? Vậy xem lại cái câu này. Dĩ nhiên thầy biết lỗi sai nhưng thầy không nói.
Đó là chữ gì ạ? Đó là chữ sensible, là tính từ trước, tính từ phải là động từ to be, và lúc này nó có động từ, đúng không? Như vậy các chương trình giáo dục và chương trình khoa học and science program, đúng không? Đấy thì phù hợp cho mọi cái nhóm tuổi, mọi cái lứa tuổi, lúc này em mới đúng. Tuy nhiên cha mẹ cần phải kiểm soát nội dung tivi của tụi nhỏ. Không có nội dung tivi của tụi nhỏ mà nên kiểm soát cái nội dung của các chương trình mà tụi nhỏ xem. Em dịch ngược lại nè, kiểm soát nội dung tivi của tụi nhỏ là sao thưa em? Là sao thưa em? Câu này không rõ thấy chứ em. Rồi thành Nam Minh Nhân, tôi không đồng ý rằng xem TV thì không tốt cho tụi nhỏ đâu, bởi vì ngày nay nó thường sử dụng internet hơn là xem TV. Bên cạnh đó chúng ta có thể kiểm soát khi tụi nhỏ xem. Nè, liền sao chủ từ một động từ không thể nào verb in được? Động từ chỉ là verb in khi nó đứng sau động từ to be, khi nó thuộc các quy tắc gerund, khi nó đứng sau một số tính từ, khi nó đứng sau giới từ. Vậy ở đây watch program thôi, những chương trình số nhiều, và TV, TV là tên riêng và ghi tắt TV ghi hoa mà. Rồi tôi đồng ý với quan điểm của bạn, tôi đồng ý với quan điểm của bạn xem TV. Ok, đợi thầy tí. Rồi để thầy tí thầy trả lời cái tin này tí các bạn. Rồi ok mọi người xem ha. Như vậy xem TV thì không tốt cho đời nhỏ, tụi nhỏ sẽ không giao tiếp và tương tác với mọi người xung quanh, bởi vì chúng quá là phụ thuộc vào TV, nó sẽ ảnh hưởng mắt của tụi nhỏ. Từ từ này tụi nhỏ sẽ không giao tiếp với và tương tác với mọi người xung quanh, rồi bởi vì chúng cứ xem TV mãi thôi, và nó sẽ ảnh hưởng từ cái câu này qua câu này, nó không liên quan này, đúng không? Đấy, nó không tương tác và nó sẽ đau mắt là sao? Thầy hiểu ý là hai ý này nó không phải là một. Như em vượt qua hai từ rồi nè, thấy e-booking không? Em vượt qua hai từ, em viết ngắn lại những ý này rồi em ghi gì, và bên cạnh đó nó sẽ làm ảnh hưởng mắt của tụi nhỏ, đúng không? Chứ còn không này em cái đó là không tương tác với mọi người sẽ bị đau mắt. Đúng rồi đấy, đúng không? Rồi tôi không nghĩ xem TV thì không tốt. Là sao mà không tốt? Đã là tính từ thì phải có gì, đã có y và đứng đầu câu thì phải gì, watching em à. Câu phải có động từ, động từ là is, động từ đứng đầu câu là watching TV. Đúng rồi, là bị thơ ai phải đành chi, phải đành chi, đúng không? Rồi bởi vì chúng có thể học được nhiều kiến thức trên TV là tên riêng, TV là tên riêng. Cái bài của bạn này hồi nãy là vượt từ không được đó nghe, xem lại nghe bạn e-booking này không được nè. Rồi có thể có được nhiều kiến thức trên TV khi chúng xem những chương trình về động vật là sao? Có nhiều kiến thức trên TV khi xem các chương trình về động vật, trận đấu hoặc hình là sao? Số nhiều, thằng này suýt, thằng này là suýt. Em xem lại đã là danh từ số nhiều thì em xem lại, đúng không? Và cái cuối cùng, nếu em đúng đi thì cái cuối cùng phải là em. Nó có ba đối tượng, A, B, and C, đúng không? Có ba đối tượng thì A, B, and C, đúng không? Có hai đối tượng là A and B, đúng rồi. Và khi viết cắn kiểu liệt kê ba chấm giùm thầy cả, không bao giờ dùng cho ba chấm nghe.
đi thi các bạn không được dùng dấu ba chấm ấy chưa? Rồi, ok, được chưa? Các bạn sẽ tự viết ha. Tell me about your home. Hãy nói cho tôi nghe về cái ngôi nhà của bạn, về cái gia đình của bạn. Cái home này có thể là cái ngôi nhà, cái home này có thể là cái gia đình, nhưng mà mình viết về gia đình hay hơn. Nhà tôi có mấy người là sao rồi mọi người viết đi, viết để nói giới thiệu về cái ngôi nhà của bạn đi nha. Rồi à, cái này câu này bài tập về nhà, những câu thầy giao bài tập về nhà các bạn nhớ nha, nó dễ thầy mới giao. Rồi mọi người à, mọi người viết thằng A giùm thầy đi. Đó, thầy dịch thằng A cho, A nó hỏi gì đó mọi người. Hãy cho tôi biết về mối quan hệ của bạn với hàng xóm của bạn đi. Viết thằng A giùm thầy đi. Viết thằng A giùm thầy đi các bạn. Hãy cho tôi biết mối quan hệ của bạn. Thầy sẽ viết ạ. À? Đầu tiên thầy chào ha. Glad to talk to you. Đấy. Đầu tiên nói gì? Tôi có cái mối quan hệ tốt. Good relationship. Mối quan hệ không đếm được đúng không? Cho nên good relationship with my neighbor. Đúng không? Nhiều bạn nói ủa neighbor u à, nó bị sao mà nó rằng sai vậy thầy? Không phải, anh Anh hay anh Mỹ thôi, nó có chữ u hay không có chữ u thôi, đúng không ạ? Rồi ý của tôi là I always chứ. Tôi có mối quan hệ tốt với hàng xóm của tôi, ý là chúng tôi thường ha, chúng tôi thường thường giúp đỡ nhau, help each other to cover những cái small chores, những cái small we often help each other when we have difficulties. Biết các bạn thấy dễ một tí ha. Ý của tôi là chúng tôi thường giúp đỡ lẫn nhau khi chúng tôi đối mặt với những khó khăn. Và bên cạnh đó là chúng tôi sẵn lòng, we willing to share những cái share những story about work or family. Đấy, mình nói gì? Vâng, tôi có mối quan hệ tốt với hàng xóm của tôi đó. Ý của tôi là chúng tôi thường giúp đỡ nhau khi chúng tôi gặp khó khăn. Và bên cạnh đó, chúng tôi sẵn lòng, we are willing là chúng tôi sẵn lòng để chia sẻ những câu chuyện vui buồn về công việc và gia đình. Mối quan hệ tốt mà. Chuyện gì cũng đi mát với hàng xóm mình. Bạn thích sống trong một ngôi nhà hiện đại hay là trong một ngôi nhà cổ kính, cũ xưa? Bạn thích sống với ngôi nhà hiện đại hay là ngôi nhà cũ xưa, ngôi nhà cổ kính, và tại sao? Vậy mọi người chọn đi. Ví dụ mọi người nói, tôi thích sống trong ngôi nhà hiện đại cơ, bởi vì công nghệ hiện đại rồi, nhà cửa đẹp sáng mát gì đó, mọi người nói sao? Và câu này dễ ha, câu này thầy trả lời có gì? Trong tương lai con người ta sẽ làm nhà theo hướng, thầy dịch cái cụm từ này nhé, con người ta sẽ làm nhà theo hướng bảo vệ môi trường. Bạn nghĩ sao về điều này? Trong tương lai con người ta sẽ làm nhà theo hướng bảo vệ môi trường. Bạn nghĩ sao về điều này? Rồi bắt đầu mình ghi ha. Tôi nghĩ con người ta sẽ quan tâm, quan tâm nhiều hơn về cái môi trường sống ở bao đi để environment à để environment à when they build their house. ngoài ra đây they will plant more
they will plan more con người ta sẽ quan tâm nhiều hơn về môi trường khi họ xây dựng các ngôi nhà. Ý của tôi là họ sẽ không cắt bỏ những cái cây, và bên cạnh đó họ sẽ biết they will have những cái system to recycle the garbage đó, ví dụ thế. Recycle. Rồi. Trong tương lai con người ta sẽ xây nhà theo hướng bảo vệ môi trường, mọi người có đồng ý không? Đồng ý cái gì? Có nghĩa rằng con người ta sẽ không còn chặt cây khi họ xây nhà nữa, mà sao họ sẽ có những hệ thống để mà tái chế những cái rác thải của họ, những cái rác thải, những nước thải của họ, đúng không? Đấy, theo hướng bảo vệ môi trường, thầy ghi được 36 từ, có đâu mà khó khăn hết, có gì khó khăn hết, đúng không ạ? Như vậy các bạn nhớ cái gì? Các bạn nhớ rằng những câu mà thầy viết là đáp án mẫu để các bạn tham khảo và luyện theo cách viết của riêng bạn, đúng không? Rồi, và những câu bài tập về nhà các bạn tịnh tâm và viết gửi thầy đi. Lớp mình có một bạn rất hay đồng hành với thầy, đó là gì ạ? Bạn ấy thống kê lại những cái bài giảng của thầy và bạn ấy thực hành, bạn ấy viết, sau đó bạn ấy gửi qua cho thầy. Dĩ nhiên thầy sẽ trả lời nó hơi chậm tí, nhưng bạn ấy gửi qua cho thầy, bạn ấy nói là em viết vậy có ổn không thầy, em viết vậy có tốt không thầy, đúng không? Đó là cách mà chúng ta có thể làm. Mọi người có thể viết lại tất cả những câu lạc bộ theo cách của mọi người, sau đó hỏi thầy em viết vậy được chưa, em viết vậy có chuẩn này không. Ok, get it? Đó là cái vấn đề chúng ta cần phải bận tâm, cần phải thực hành cho tốt để làm bài thi cho tốt, được chưa? Rồi, đó là buổi học hôm nay, và hy vọng và năn nỉ và chúc mọi người một buổi tối an lành, nhưng phải xem bài. Năn nỉ mà, hồi nãy có năn nỉ và hy vọng mọi người xem bài, các mọi người luyện tập và thực hành lại rồi trước khi mình đi ngủ nhé. Rồi, bye bye mọi người, đó là buổi tối hôm nay.